vị và các bạn thân mến, một mái ấm gia đình hạnh phúc là mơ ước của biết bao người. Khi xã hội ngày càng phát triển, những hiểm họa làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình luôn rình rập quanh chúng ta. Để mang tới cho người phụ nữ một đời sống tình cảm hạnh phúc và luôn tự tin, hấp dẫn đầy lôi cuốn trong mắt người chồng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu và mang tới cho phái đẹp một món quà. Đó chính là màng phim tránh thai VCF được nhập khẩu từ Mỹ. Màng phim tránh thai VCF là một trong những phát minh tuyệt vời nhất đã có mặt trên thị trường thời gian qua. Với những ưu điểm vượt trội và tính an toàn, tiện lợi mà nó mang lại, đây là một trong những phương pháp tránh thai an toàn, hiệu quả dành cho chị em phụ nữ. Khác với những phương pháp tránh thai thông thường mang tới cho người sử dụng những tác dụng phụ không mong muốn, màng phim tránh thai VCF là một màng phim mỏng có diện tích 5x5cm, mềm và tan nhanh trong âm đạo. Chính vì sự nhỏ bé và siêu mỏng, màng phim tránh thai VCF mang tới cảm giác thật 100%. Nó chứa 28% chất nonoxinol 9, đủ để diệt tinh trùng mỗi lần giao hợp. Do không chứa hormone nên màng phim VCF không gây ra tác dụng phụ và không gây kích ứng, an toàn cho sức khỏe. Tôi đã sử dụng màng phim tránh thai VCF và thấy thực sự rất hài lòng. Một tấm màng nhỏ xíu nhưng đã phát huy được tác dụng thật tốt. Nó mang lại cho tôi sự tự tin để có một cuộc sống hạnh phúc. Cách sử dụng màng phim tránh thai VCF thật đơn giản. Bạn chỉ cần đặt miếng phim trước khi giao hợp 5 phút, giữ tay sạch sẽ và khô, lấy màng phim ra gấp làm tư, giữ trên đầu ngón tay giữa, sau đó từ từ đưa vào âm đạo, càng gần cổ tử cung càng tốt. Sau khi được đưa vào cơ thể, miếng phim sẽ tan ra và phát huy tác dụng trong vòng 3 giờ. Bạn có thể dùng VCF nhiều lần trong ngày. VCF tan ra nhanh chóng và nó sẽ tự hòa tan theo các chất thải ra ngoài. Ngoài những ưu điểm như tiện dụng và an toàn, VCF giúp chị em phụ nữ chủ động hơn trong việc phòng tránh thai. Màng phim tránh thai VCF được sản xuất tại Mỹ. Một hộp có 3 miếng phim VCF. Được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Botania. Địa chỉ 204H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 047-306-0070, 043-734-2904 hoặc 0974-974-195. Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Opan. Địa chỉ lầu 2, số 236/26 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh. Điện thoại 083-5122-522. Sử dụng đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và hiệu quả, không chứa hormone, không có tác dụng phụ, không gây mất cảm giác và cũng không gây khó chịu, giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc phòng tránh thai. Đó là những ưu điểm tuyệt vời mà màng phim tránh thai VCF mang lại. Hãy biến ước mơ về một mái ấm gia đình thực sự bền vững theo thời gian trở thành sự thật với màng phim tránh thai VCF. VCF không còn khoảng cách. VCF an toàn, tiện lợi, hiệu quả. VCF không còn khoảng cách. VCF cảm giác thật 100%. VCF 98% nam giới hài lòng.